Vâng, hiện tại thì hôm nay bên tụi em đã giống như lời dự hứa thì tụi em giao chiếc xe Mitsuyuli này về trong đêm ở tới xã Bầu Chàm cho một bác trai. Vâng, con cũng rất cảm ơn gia đình bác. Hôm Nha, nay con cũng giao dịch thành dạ, chúc công. anh em. Dạ, Rồi, con cũng cảm ơn bác rất nhiều. rồi. Bác cũng đã sự tin tưởng và ủng hộ bên kênh của tụi con, một khách hàng ở trên YouTube. Dạ. Khi con về bằng giá xe Rồi xuống nha. thì bác có cảm nhận là bên tụi con có đúng như là giữ lời hứa không ạ? Đúng luôn. Thì Dạ. nói chung là anh em thì mình nói là mình làm. Dạ. Còn cái trục trặc những cái gì đó Dạ. thì Thì nhờ bên nó thì làm thêm những cái gì mà trong cái máy chẳng hạn vậy đó, dạ phải không? thì Thì trước khi xuống con ra thì cũng như những cái lời chi tiết ở trên mô tả con quay trên clip thì bác cũng thể xem. Còn cảm ơn bác và chúc bác đi tốt dùng bền. Được, anh em tụi nha. con cũng Rồi chúc xin phép tụi thành con công, về rồi trong chúc đêm luôn. dạ làm ăn gặp nhiều may mắn, dạ con cảm ơn bác làm có nhiều. lộc. dạ dạ dạ